Thưa quý vị và các bạn, với những người làm báo chí và truyền hình thì tháng 6 có một sự kiện rất quan trọng, đó là Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2015. 90 năm hình thành và phát triển cùng với biết bao biến cố và thăng trầm của thời cuộc, nhưng báo chí Việt Nam vẫn luôn giữ một vai trò quan trọng và không thể thiếu trong sự phát triển chung của xã hội. Nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 2015, lời đầu tiên cho phép Vinh được thay mặt nhóm sản xuất chương trình xin được gửi đến những người làm báo những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc cho các anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp sẽ luôn gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp làm báo của mình. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với điểm đến trong chương trình ngày hôm nay. Diễn ra từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 22 tháng 6, triển lãm Thừa Thiên Huế 90 năm báo chí yêu nước và cách mạng với không gian trưng bày hơn 90 ấn phẩm báo chí yêu nước và cách mạng ra đời tại Thừa Thiên Huế là một trong những sự kiện đáng chú ý trong tuần qua. Tại phòng trưng bày Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên Huế số 22B Lê Lợi, cuộc triển lãm đã phần nào tái hiện chiều dài lịch sử hình thành và phát triển của báo chí yêu nước và cách mạng, giúp người xem hiểu hơn về vai trò và giá trị của báo chí trong chặng đường đấu tranh và phát triển của dân tộc ta. Giới thiệu cùng quý vị và các bạn, đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay là nhà báo Dương Phước Thu, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên Huế. Xin được cảm ơn nhà báo Dương Phước Thu đã tham gia chương trình ạ. Và cái câu hỏi đầu tiên mà cháu rất muốn hỏi chú ngay lập tức luôn, đó là vì sao chúng ta lại đặt tên triển lãm đó là Thừa Thiên Huế 90 năm báo chí yêu nước và cách mạng ạ? Vì năm nay là kỷ niệm 90 năm ngày báo thanh niên ra số đầu tiên. Báo thanh niên này do bà Hồ sáng lập. Số 1 của nó ra ngày 21 tháng 6 năm 1925. Đến năm 1985 thì theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam thì Ban Bí thư Trung ương quyết định lấy cái ngày đó để làm ngày truyền thống báo chí cách mạng. Và năm nay là đúng 90 năm ngày báo thanh niên ra đời, cũng là 90 năm khai sinh ra nền báo chí cách mạng. Sở dĩ lấy cái tiêu đề đó là vì chúng tôi chọn nằm trong cái khung kỷ niệm đó, nhưng mà đồng thời có những cái tờ báo yêu nước ra đời vào những năm 25-26 ở Huế, ở Việt Nam, nhưng mà lúc đó ở góc độ là báo chí yêu nước thôi. Sau ngày Đảng ra đời thì báo chí cách mạng nó phát triển hơn và nó nằm trong cái chuỗi đó. Thứ hai nữa là có những cái tờ nó không phải phát hành xuất bản tại Huế nhưng mà nó ảnh hưởng đến cái đời sống báo chí của Thừa Thiên Huế vào những năm 27-28-29. Vì vậy thay vì phải là 90 năm báo chí yêu nước cách mạng Thừa Thiên Huế thì phải lấy rằng là Thừa Thiên Huế 90 năm báo chí yêu nước của cách mạng. 95% là báo xuất bản tại Huế, một vài tờ như Thanh Niên thì lại xuất bản ở chỗ khác. Vì vậy nên phải lấy cái tính nó đảm bảo đúng với cái nội hàm của nó. Dạ. Vậy thì trong suốt cái chiều dài lịch sử 90 năm hình thành và phát triển thì báo chí cách mạng Việt Nam có thể được chia thành những cái giai đoạn nào? Có thể tạm thời thôi, bởi vì cái này nó phải chia theo cái sự ra đời của tờ báo. Dạ. Nhưng mà mình lấy mấy giai đoạn. Một là cái giai đoạn từ 25 đến 30. Giai đoạn thứ hai là khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và các cái đảng bộ các tỉnh thành lập cho đến phong trào mặt trận dân chủ Đông Dương 36-39 và một cái giai đoàn là tiền trước khởi nghĩa, và cũng có thể một cái giai đoàn nữa là giai đoàn khá cái sôi nổi ấy, tôi cho là khá sôi nổi thì trong năm 45 nhưng mà nó là sau cách mạng tháng 8 cho đến ngày toàn quốc kháng chiến. Và giai đoàn cũng cực kỳ quan trọng đó là giai đoàn sau Hiệp định Geneva. Thì ở miền Bắc thì nó từ đó cho đến năm 75 có thể là chiếm một giai đoạn, nhưng mà ở miền Nam ở Thừa Thiên Huế thì có giai đoạn từ 54 cho đến 75 là giai đoạn báo chí ở trên rừng và báo chí trong phong trào đô thị báo trong cái vùng địch tạm chiếm, và một giai đoạn sau 75 đến nay. Hai cái nội dung chính là báo chí yêu nước và báo chí cách mạng. Báo chí yêu nước thì của những người yêu nước có những lúc họ chưa liên lạc được với Đảng, nhưng họ tấm lòng yêu nước họ thể hiện trên các ấn phẩm đó, kêu gọi đồng bào và từng lớp trẻ hướng về tổ quốc. Sau đó thì có nhiều tờ báo chuyển hướng đi theo cách mạng. Đây là tờ báo Thanh Niên. Chúng tôi cũng rất khó tìm cái tờ báo này bởi vì tờ báo này nó là cái cơ quan của Việt Nam Thanh Niên Cách mạng Đồng Chí Hội do Bác Hồ sáng lập, trực tiếp viết bài và chỉ đạo làm chủ bút. Bác phụ trách 88 số đầu.
tờ báo này ra được khoảng 200 tờ, 200 số. Thì ở Việt Nam thì cũng có, nhưng hiện nay rất khó tìm vì do là báo viết tay, thứ hai là do cái điều kiện của thời đó quá lâu. Như tôi nói lúc đầu là Thừa Thiên Huế 90 năm báo chí yêu nước và cách mạng, đấy có cái tờ Tân Thế Kỷ. Tờ báo này không phải của Huế, nhưng mà nó xuất bản ở Sài Gòn, nhưng mà chủ yếu phát hành ở Huế. Vì cái nội dung của tờ báo này là công kích cái chế độ Nam Triều và thực dân Pháp ở Huế. Thứ hai là trụ bút của tờ báo này là một người hoàng tộc, ông Bửu Đình, là một cái nhà báo nổi tiếng và cũng là một cái nhà báo hoạt động báo chí rất sớm. Tờ báo này là lên tiếng bảo vệ cái quyền lao động của người lao động, cũng như là lên án cái chế độ hà khắc của thực dân Pháp, khai thác cái miền thuộc địa, miền bảo hộ và cái sự nhu nhược thối nát của cái chế độ Nam Triều vào lúc đó. Vì vậy tờ báo nó có tác động ảnh hưởng to lớn đến cái đời sống báo chí, đặc biệt là báo chí yêu nước của Huế. Chính vì vậy đến sau cái tờ báo này thì một loạt tờ báo ra đời, mà tiêu biểu nhất là có cái tờ Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Tiếng Dân thì ra đời thì tòa soạn của nó đóng ở bên đường 123 Quai Đông Ba, tức là bây giờ đường Huỳnh Thúc Kháng ấy. Và tờ báo này đã tập hợp rất nhiều cái nhà báo nổi tiếng như Võ Nguyên Giáp, Hải Triều, Đào Duy Anh, rất nhiều người nổi tiếng khác nữa. Và tờ báo này là tờ báo mà cái tên Tiếng Dân cũng đã được cụ Phan Bội Châu tham gia. Nó có dấu ấn một nhân vật lịch sử của Việt Nam rất nhiều ở Huế và đã tham gia vào tờ báo này. Đây là một cái tờ báo khá nổi tiếng. Và cũng đây là tờ báo tiếng Việt đầu tiên của Trung Kỳ, chính thức về báo chí. Đấy thì giống như báo Thanh Niên ấy, thì những cái tác phẩm của Bác Hồ lúc đấy là bản án chế độ thực dân Pháp hay cái đường cách mạng, là tập hợp những cái bài bản giảng ở trên Thanh Niên cách mạng rồi, nó đã tác động đến Huế vào lúc đấy. Và chính đây là cái phần của cách mạng, đây là một cái tờ của những cái người ta cứ nghĩ đó là của những cái người có cảm tình với cách mạng thôi, nhưng thực chất là đây là những đảng viên và họ hoạt động hình thức bí mật. Thì cái tờ báo này là tờ Phụ Nữ Tân Tiến và ra đời được 24 số, thì nói về chuyện phụ nữ thôi. Lúc đấy mà năm 32 ở Huế họ đã in màu như thế này. Và trong cái tờ này là cái tờ Phụ Nữ Tân Tiến này thì người chủ bút là ông Phạm Bảo Nguyên, một người đã từng hoạt động cộng sản, đã bị bắt ở Lao Thừa Phụ đấy. Và sau đó thì được mấy số thì người Pháp họ cấm. Bên cạnh đó có ra một cái tờ Ánh Sáng. Tờ này là tờ báo Ánh Sáng. Tờ này thì cũng ở cụ Huế, tờ này ra được 52 số và do cụ Tôn Quang Việt làm chủ bút. Cụ Tôn Quang Việt là một người yêu nước, đồng thời là một thầy giáo ở Huế, và cách mạng tháng 8 thì cụ là chủ tịch đầu tiên của Thừa Thiên Huế, và sau này cụ là phó chủ tịch thường trực Quốc hội. Tờ báo này, những người cộng sản ở Huế ra tiếp một cái tờ Kinh Tế Tân Văn. Tờ này thì cái số 1 thì ra sau cái tờ Nhành Lúa của ông Hải Triều. Nhà văn Hải Triều Nguyễn Phan lúc làm chủ bút tờ báo này thì sau khi hoạt động cộng sản đã bị giam trong Sài Gòn và sau nó trả ra trục xuất ra đây. Cái tờ Nhành Lúa thì nó hiệu triệu công nhân nông dân trí thức đấu tranh, chính vì đấu tranh dữ dội trên báo chí trên công luận nên người Pháp họ cũng đình bản. Tờ này chỉ ra được 9 số thì có 8 số là in ra Hà Nội, in xong đem phát hành về Huế. Và chính ở cái tòa báo này thì những người yêu nước trẻ lúc bấy giờ đã đến đây, trong đó có Nguyễn Chí Thanh. Dựa cái tờ này nó có những cái tờ khác nữa. Tờ báo Dân này là báo Dân của xứ ủy Trung Kỳ. Nhưng mà xem lại toàn bộ thì chỉ nói về Huế. Và rất cái phần nói về Trung Kỳ rất ít. Thứ hai là cái nhóm làm báo này là toàn người ở Huế. Và nó đóng ở trên đường Trần Thục Nhận bây giờ đấy, là chính cái báo Thừa Thiên Huế bây giờ là đóng cái trụ sở xưa của báo Dân này. Tờ báo này ra được 17 số thì bị đình bản. Tức là tờ báo này sau này mà bị đình chỉ xong thì những cái người trong cái nhóm của cái tờ báo này thì như thế nào ạ? Cũng có người bị xử ra tòa. Thì xử Trung Kỳ nhanh chóng chuyển cái nội dung, chuyển cái tờ báo này vào Sài Gòn. Và Đảng bộ thành phố Sài Gòn lúc bấy cử một vài đồng chí cộng sản tham gia vào tờ báo này đứng tên, vì trong kia báo chí tự do ra được. Đây này là tờ báo Dân. Còn đây vào đây là Dân Tiến. Và ra đây là lấy tên là Dân Tiến, nhưng mà biên tập thì ở Huế. Toàn bộ bài vở biên tập ở Huế và in bản ở Sài Gòn là chuyển ngược ra lại Huế. Nhưng mà cũng được 5 số.
thì bị đình bản, bởi vì cái, theo cái tư tưởng chủ đạo của cái tờ báo dân thì đấy, ví dụ như chúng tôi biện hộ cho dân, dân lúc là cái tờ báo này, nhưng mà tờ này ra được 5 số thôi, thì cũng bị đình bản, thì thành ủy Sài Gòn gia đình lúc đấy là lại cự một người khác tham gia của với chủ ý trong ra tờ dân muốn, là cái linh hoạt của những người làm báo như vậy. Và tới nay thì được được bao nhiêu số ạ chú? Tờ này chỉ được 2 số thôi, cũng bị đình bản nên nó khó khăn gian khổ cho những lúc làm báo ở trong cái thời như vậy. Và tờ báo đấy bạn thấy là tờ báo dân thế dân muốn, nó biên tập ở Huế cho đến cách mạng tháng 8 năm 45. Thì cách mạng tháng 8 45 thì ở Huế cũng có mấy tờ bức báo của chính phủ Trần Trọng Kim. Nhưng mà nó chỉ tồn tại đến ngày 21 tháng 8 năm 45. Thì ngày 23 là Huế vùng lên, tại sân vận động đã có cuộc biểu tình rất lớn và báo chấm dứt, thì bắt đầu báo chí cách mạng ra đời. Mà lúc này thì tên tuổi từng người đã thể hiện rất rõ về lúc đó chúng ta đã có chính quyền. Và cái tờ báo đầu tiên của Huế là tờ báo Quyết Chiến, và có lẽ tờ Quyết Chiến là tờ báo nhật báo đầu tiên của miền Trung, đầu tiên của cách mạng ở miền Trung phải nói như vậy, mà cũng có lẽ đầu tiên của cách mạng Việt Nam luôn ấy, sau khi có chính quyền, bởi vì ra số 1 của nó ra ngày 27 tháng 8 năm 45. Bên cạnh cái tờ Quyết Chiến đấy thì Đảng bộ tỉnh ra tờ Quyết Thắng. Tờ báo này ra được khoảng 70 số, tờ này tuần báo. Tờ báo này vừa nhiệm làm nhiệm vụ của tỉnh, vừa làm nhiệm vụ của xứ ủy Trung Bộ, Trung Kỳ. Và tờ báo này do ông Lê Trượng. Lê Trượng sau này là làm chủ bút. Lê Trượng sau này ông ra làm bí thư Quảng Trị. Có thời gian ông phó bí thư khu ủy Trị Thiên, thứ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo. Bên cạnh đó những cái tờ báo bằng tiếng Việt thì Đảng bộ tỉnh có ra một cái tờ báo tiếng Pháp, tờ Le Journal Việt Nam, Việt Nam trẻ. Tờ báo này thì ra được 36 số, đóng ở đường Lê Lợi đấy, tức là Rue 13 Rue Lê Thái Tổ là đường sau này đổi thành Lê Lợi. Thì tờ báo này là để cho Pháp kiều mà những người biết tiếng Pháp họ đọc. Tờ này thì nó số lượng nó không được nhiều. Bên cạnh đó ra một cái tờ tạp chí kinh tế. Tờ báo kinh tế này kế thừa cái tờ tạp chí của Kinh tế Huế. Bên cạnh đó thì nó có những cái tờ réo. Tờ réo là tờ của Liên đoàn Văn hóa Cụ Quốc Thừa Thiên, sau nâng lên của Trung Bộ, nhưng mà nó là tờ báo Trào Phúng. Sau đó thì đến tháng 12 năm 46 thì mặt trận vỡ, nhưng mà Huế thì rút khỏi nội thành vào tháng 3 năm, có lẽ người cuối cùng rút khỏi nội thành Huế vào tháng 3 năm 47, và Đảng bộ tỉnh đã chuyển Lê Chiến Khu và xuất bản một cái tờ báo mới. Và tờ báo này xuất bản một tờ báo mới là tờ Diệt Giặc. Tờ báo này do một nhà báo hoạt động trước 45 khá nổi tiếng là ông Đinh Nho Khôi làm chủ bút. Sau năm 47 thì tờ này vẫn ra bình thường, nhưng mà có tháng thì ra được một số, có tháng thì hai tháng ra một số, nhưng có tháng ra được hai số do hoàn cảnh và điều kiện. Thì đến năm 50 thì tỉnh Đảng bộ có tổ chức một cái hội nghị, gọi là hội nghị nhưng mà ở cái cấp quy mô đại hội với bầu bí thư. Thì ở đây gọi là nhật báo đại biểu hội nghị tỉnh Đảng bộ Thừa Thiên, số 1 ra ngày mùng 2 tháng 5 năm 50. Tờ báo này được xem là văn kiện của đại hội. Và tờ báo này cũng rất quý, thì chúng tôi 14 số thì chúng tôi tìm được 13 số. Thì sau năm 54 hiệp định Geneva xong, hai miền tạm thời chia cắt, thì Đảng bộ tỉnh ra cái tờ báo thống nhất. Cái tờ báo thống nhất này ra khoảng tháng 8 năm 54 cho đến tháng 10 năm 60. Đây là cái bài chúc khỏe và chúc thọ Bác Hồ. Thì cái tờ thống nhất nó cứ phát triển là tờ chính thức của Đảng bộ này cho đến năm đầu năm 61, thì Đảng bộ tỉnh ra cái tờ báo gọi là báo Giải Phóng. Tờ báo này lúc đầu là do ông Nguyễn Sự phụ trách, và cái tờ này phát triển cho đến năm 67 thì để phối hợp với cái tờ Cơ Giải Phóng. Cái tờ Cơ Giải Phóng là của cơ quan tuyên quyền của Mặt trận Dân tộc Giải phóng thành phố Huế. Thì tờ này ra đời năm tháng 1 năm 65 của thành phố Huế. Thì cái tờ Cơ Giải Phóng của Thừa Thiên Huế làm nhiệm vụ cho đến tháng 3 năm 75 thì Cơ Giải Phóng về Huế Giải Phóng. Và cái tờ này ngày 20 tháng 4 năm 75 thì ra đời cái tờ báo số 1
của Thừa Thiên Huế Giải Phóng. Ngày 9 tháng 8 năm 75, Đảng bộ Thừa Thiên Huế quyết định đổi tên là tờ báo là Thừa Thiên Huế. Bây giờ không có cái chữ Giải Phóng nữa. Cái tờ này ra được 36 số cho đến ngày 30 tháng 4 năm 76. Sau khi nhập tịnh xong thì Đảng bộ Bình Định Thiên, cơ quan của Đảng Lao động Việt Nam tỉnh Bình Định Thiên lúc bấy giờ ra tờ báo Dân. Số 1 của nó là mùng 1 tháng 5 năm 76. Thì tờ báo Dân này ra đến ngày 25 tháng 6 năm 85 thì dừng. Thì báo Bình Định Thiên ra số 1 vào đúng ngày 21 tháng 6 năm 1985. Như vậy là cũng 30 năm rồi. Thì tờ báo Bình Định Thiên này ngày 30 tháng 6 năm 89 thì chấm dứt, thì thúc nhiệm vụ khi lúc này tại là tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Và Đảng bộ Thừa Thiên Huế thành lập lại ra cái tờ báo về mang sẹt mới là Thừa Thiên Huế ngày nay. Hay tiếng nói của Đảng bộ và nhân dân Thừa Thiên Huế. Tờ này ra mỗi tuần mỗi một số thôi. Như vậy trước đây nó có những tờ báo là 2 tháng một số, rồi 1 tháng một số, rồi nửa tháng một số. Thì trong quá trình như vậy phát triển lên. Thì đến năm tờ này nó chỉ được ra được có 8 số thôi. Thì lại đổi tên lại là báo Thừa Thiên Huế và làm nhiệm vụ cho đến ngày nay. Và đây là những cái băng sẹt mà thay đổi qua cả cái thời kỳ. Và mỗi lần thay đổi băng sẹt hoặc là tăng trang hoặc là tăng lượng phát hành trong tuần thì chúng tôi cũng đưa vào đây. Và bên cạnh tờ báo chính thì Thừa Thiên Huế, báo Thừa Thiên Huế có nhiều cái phụ trương. Và nó có những, đây là cũng là Thừa Thiên Huế, đây là cái phụ trương. Vào những năm 96, đây là số 1, ra ngày thứ 2, 11 tháng 3 năm 96. Phụ trương về thể thao, tờ báo này bán được. Và các bạn xem đây là cái tờ số 1 mà cái tờ mà được tòa soạn họ lấy để họ ghi trả nhuận bút. Năm 96 mà có những bài như vậy là 70 ngàn thôi. 70 ngàn năm 76 chắc là cũng to. Nên tờ báo này là tờ báo bán được. Tờ báo này ra được 13 số. Ở đây năm 96 như vậy là cũng 20 năm rồi. Đây, mới đây mà là 20 năm rồi. Và phải đến năm 2000 thì báo Thừa Thiên Huế. Đây là cái số cuối tuần mà cũng bộ mới và đây là số 1. Và đây là cái số mới nhất của cái măng sẹt mới. Sở dĩ đưa vào đây là vì cái măng sẹt mới chúng ta thấy cho đây là thay đổi. Đây là tờ báo hàng ngày đây và đã được rút khổ, tăng trang và có thay đổi cái măng sẹt mới. Chúng tôi đưa vào cái giới thiệu như một cái sự có hệ thống xuyên chuỗi và đồng thời giới thiệu một cái khuôn mặt hơi mới một tí. Còn nội dung thì các bạn phải đọc lấy thì sẽ thấy thay đổi. Bên cạnh những cái tờ như vậy thì ở Huế nó có một cái mạng báo chí cực kỳ quan trọng nữa. Mà có lẽ ít nơi có, đó là báo chí phong trào. Báo chí phong trào. Phong trào là phong trào yêu nước ấy, của học sinh, sinh viên, của nhà giáo, của chị em phụ nữ, chị em tiểu thương. Một là kêu gọi đồng bào ở trong cái vùng chế độ miền Nam hướng theo cách mạng. Thứ hai nữa là trong này ấy, ngoài cái phần đó thì có những cái phần là chia sẻ đùm bọc nhau trong những cái hoàn nạn do chiến tranh, do bão thiên tai bão lụt. Rồi cũng có một cái nhiệm vụ là giúp đỡ con em nhà nghèo học hành. Trong cái 90 năm báo chí yêu nước và cách mạng chúng tôi cũng muốn giới thiệu, có thể là chưa hết và còn nằm đâu đó bất lấp. Điều mong muốn nhất của Hội Nhà báo và những người làm báo là muốn tất cả những cái tờ báo đã từng xuất bản ở Huế, đã từng phát hành ở Huế làm thế nào đó trở về lại về đây để cho nó đời sống báo chí nó phong phú, đặc biệt là hiểu về một giai đoạn lịch sử của báo chí nói chung, trong đó có lịch sử báo chí yêu nước. Thứ hai nữa là hiện nay ở Huế có cái khoa báo chí đại học khoa học rồi, thì nó cũng tạo thêm một cái nguồn tư liệu để cho cái nhận thức về cái lịch sử báo chí, cũng đồng thời hiểu thêm về cái cách làm báo của các cái thế hệ trước và cái phong cách của họ, cách đưa tin của họ, cách trình bày của họ, cách làm bìa của họ. Và chúng ta cũng thông qua những cái ấn phẩm báo chí của 90 năm ta thấy được là cái sự trưởng thành lên của ngành in, của ngành giấy, rồi cái cách trình bày cũng như là cái sự phát triển của ngôn ngữ tiếng Việt. Báo chí càng cả cái truyền thông càng cao thì chính xã hội dân chủ nó càng cao. Và có lẽ trong cái thời đại này không khó giấu bất kỳ ai một cái việc gì. Chính vì thế nó đòi hỏi người làm báo rất cao ở cái chỗ là trách nhiệm công dân và đạo đức nghề nghiệp. Nghề nào thì nó cũng phải cần đạo đức nghề nghiệp, nhưng nghề báo nó đòi hỏi phải chuẩn hơn. Bởi vì sao? Bởi vì báo chí nó tham gia vào cấu trúc
và hoạt động của chính trị, hoạt động của xã hội, hoạt động của khoa học, hoạt động của lịch sử. Nhưng mà cái yếu tố thời sự đấy nó tham gia hàng ngày, nên có những lúc có những bài báo nó hiểu điều được quần chúng, nhưng anh hiểu được sai, anh làm sai. Chính vì vậy anh phải trả giá. Ngoài những cái thông lên xử lý thì cuối cùng đi lại từ xưa nay thì đạo đức của người làm báo phải cân nhắc, biết nhiều điều thì có lẽ nói 7-8 điều để